mang thân hình một đấng nam nhi, nuôi dạy ta lớn khôn, truyền sức sống vững vàng mạnh mẽ. Nhìn lên anh Thái Dương, mang trong mình dòng máu kiên cường. Nhìn về tương lai phía xa, bốn phương trời xa mấy cũng vượt qua. Đời nam nhi chung nằm một nhà, cùng chung núi sông, nguyện chung chí lớn, cùng vượt qua ngàn bao tố phong ba. À, chùa chúng ta mỗi tháng nhìn để sắp xếp cho quý thầy quý chú nấu ăn một lần quý vị. Một là tất cả các cô tháng được nghỉ một ngày. Còn các thầy, các chú cũng được nấu ăn một ngày. Cái cách làm này là để mấy thầy, mấy chú nấu ăn cũng biết được cái việc nấu ăn. Được một buổi ăn cũng không đơn giản quý vị. Có nhiều người đàn ông của chúng ta cứ nghĩ rằng là mình đi kiếm tiền là mình là ghê gớm lắm, còn phụ nữ ở nhà thì nấu buổi ăn đồ lo gia đình lau nhà rồi là bình thường. Nên khi những đức làm việc này rồi tự nhiên người đàn ông mình cũng nhận thức được là buổi nấu ăn người phụ nữ cũng không đơn giản, mà người phụ nữ thì kiếm tiền để lo gia đình cũng không đơn giản. Nên hai bên đều có cái cảm nhận là ai cũng có cái khó, chứ không có gì dám xem thường nhau. Còn trong chùa mình thì quý thầy mấy chú cũng biết thêm việc nấu ăn. Nấu ăn xong phải dọn dẹp bếp núc sạch sẽ. Tuy là cái việc nó đơn giản nhưng mà mình thấy rằng là mình phải có thời gian rèn luyện quý vị. Chứ đàn ông vô bếp có khi nó cũng bày hày hơn phụ nữ tại người ta quen. Nên bên bếp nào, bên chùa nào của chúng ta cũng một tháng là mấy thầy mấy chú đều nấu một lần. Mà anh em nói chung rất là vui. Một là nó khoáng khích tình cảm anh em lại. Hai là nó giúp cho các thầy các chú biết được rằng buổi ăn mấy cô nấu quanh năm không đơn giản. Còn ba là mấy cô mỗi tháng được nghỉ một ngày, cũng giúp cho các cô cũng có thời gian được thoải mái đi phục vụ cho Tam Bảo. Thì biết rằng là khi mình phục vụ cho Tam Bảo á, mà cái tâm trạng mà nó thoải mái phục vụ đặc biệt lắm. Chứ tâm trạng mà bực bội buồn phiền đồ này kia rồi thì phục vụ không đạt.
Cho nên chùa mình điều chỉnh như vậy đó, để cho ai cũng biết nấu ăn, ai cũng biết lo cho ngôi tam bảo. Lỡ bên này bệnh cũng còn bên kia. Cái việc mà ăn uống là quan trọng, có thực mới vật được đạo mà. Đây rất là quan trọng. Đây là thầy Nhuận An. Bữa nay cũng xuống đây nấu ăn. Cảm nhận thầy Nhuận An nấu ăn một tháng lần mấy với mấy anh em mà thầy có cảm nhận như thế nào? Dạ, Di Đà Phật, khi mà xuống nấu ăn với mấy anh em thì mình thấy được mấy cô nấu cũng rất là cực. Nhiều khi có những món ăn gì mà cảm thấy nó không được ngon thì mình cũng hết sức là thông cảm hoan hỷ cho mấy cô. Không có được, nhiều khi mà có sanh cái tâm mà chơ bai thì nó sẽ tạo tội. Ý là khi mà mấy anh em nấu ăn như vậy đó, thấy được mà tình anh em càng ngày có cái sự mà đoàn kết, hòa hợp hơn. Và thấy với lợi mình cũng biết thêm một số cái sự mà món ăn, nấu ăn đồ thêm đỡ sau này mà nếu mà khi mà không có mấy cô nấu thì mấy thầy, mấy chú ra tay nấu cũng được. Và khi mà nấu ra những món ăn cho các cụ ăn là thấy đại chúng các cụ rồi rất là hoan hỷ, rất là vui. Dạ, A Di Đà Phật. Thầy Nhuận Ngôn với thầy. Dạ. Nay thầy Nhuận Ngôn cũng nấu ăn quý vị, phụ với mấy anh em. Thầy Nhuận Ngôn thấy anh em nấu ăn chung thấy vui không? Dạ, con thấy cái điều này rất là vui thầy. Thứ nhất là mình cái sự đoàn kết, mà cái sự đoàn kết mới thành công. Ví dụ bây giờ vô nấu ăn thì mấy chú thì mấy thầy làm mỗi người mỗi việc, người thì xét, người thì múc, người thì xào. Rồi những cái món ăn thì cả hai chú có cái thực đơn rõ ràng, món gì nó ra món nấy. Ví dụ mấy cô mà có dặn có mất thì hay hoặc là bệnh thì mấy chú ra tay nấu cho đại chúng ăn, cho đỡ mà cái bữa ăn mà không có thì làm sao mà tu hành được. A Di Đà Phật. Đây là mấy anh em toàn bộ trong chùa Hộ Pháp. Bên đây thì mấy chú trẻ ít chứ, còn như mấy ông cụ già kết hợp lẫn nhau hết nấu. Đứng ở gần đây có mấy ông cụ nghĩa là anh em cầm cổ nhau một cái giống như là mình đoàn kết coi, làm cho nó vui vui chứ coi. Cái quan trọng là trong chùa mà vui thì vui mà ở trong ngôi tam bảo, chứ ngoài ra mà ở trong chùa mà không vui ở chán lắm, tại vì quanh năm chùa chúng ta không đi đâu, ở trong chùa đều lo đại chúng hết, người mỗi người mỗi công việc, nên là cái cách sắp xếp này tự nhiên anh em thấy nó gần gũi vui. Mà thật sự mà nói, khi mà nấu ăn xong mà lau bếp đồ sạch sẽ gọn gẽ hết trơn, tập sự cho mấy thầy mấy chú này cũng trở thành một người đàn ông mà cũng biết làm việc của phái nữ đồ hết, cũng đặc biệt. Nên là bên kia cũng vậy nè, anh em rất là đông, bên đây thì hơi ít hơn, nhưng mà mấy ông cụ lớn lớn tuổi đồ. Như ông cụ đang nhiêu tuổi ông cụ? Dạ con 74 tuổi thầy, 45 vậy đó. Ông thấy ở đây anh em làm việc thấy vui không? Dạ thưa thầy, con rất là vui thầy. Ông cụ đang nhiêu tuổi rồi? Dạ 75 thầy. 75 tuổi. Ông làm việc đây, ông phụ bên khâu nào? Là lao bàn. Lao bàn. Còn vậy là nhờ có ông mà bàn đồ sạch sẽ. Rồi chú Hồng, năm nay nhiêu tuổi chú? Dạ con năm nay 55 rồi. Làm việc mấy anh em thấy vui không chú? Dạ con thấy rất là vui thầy. Vui. Ông cụ đang nhiêu tuổi? Dạ con 70. 70 tuổi. Ông đây ông làm khâu nào? Dạ con la bàn vừa chén mũ. Mình cũng chia ban bệ ra khâu nào ra con nấy phải không? Rồi làm vui ha. Dạ đây là chú này là đầu bếp chính hả? Chú bữa nay nấu món gì? Dạ nay nấu món sườn chiên. Sườn chiên canh gì? Dạ canh gạo xà lách son. Canh gạo xà lách son. Rồi xào xào gì? Dạ ăn với dưa leo. Dưa leo. Rồi trưa cũng ra thực đơn rồi hả? Rồi chiều thực đơn rồi phải không?
Dạ, chua là cá chép với canh chua. Trời ơi, cá chép luôn, mua cá chép đâu ăn luôn quý vị. Này. Cá chép chay nha quý vị. À, chứ không phải cá chép mặn đâu. Nên à, ông này ông nấu dữ lắm nghe. Nên à, Nam mà vô chùa quý vị thấy ông nấu ăn luôn quá trời luôn, tay cũng dẻo nhẹo thấy chưa. Ngày xưa giờ đứa cũng nấu ăn quý vị. Nên à, tự nhiên mình ở trong chùa mình à, sắp xếp cho các thầy các chú cũng được nấu ăn. Thật sự mà nói nó đều có cảm nhận. Như nãy câu đầu vậy Đức nói ai cũng có cái khó. Tự nhiên mình làm rồi mình mới thấy đúng là các cô làm quanh năm cũng tội nghiệp. Ví dụ như bây giờ con người ta làm một việc gì mà không thoải mái đi là nó bực bội, nó sân si. Mà ăn tổ nghe nói đồ ăn này mà người phụ nữ mà sân si hay người nam mà sân si mà nấu là thành độc. Nên nấu ăn mà tâm trạng vui vẻ bắt máy niệm Phật để rồi đem máy niệm Phật nè. Là mình thường mình làm gì cái miệng cứ ai ra đạo Phật mình niệm. Bây giờ chú Sơ chú miệng chú nhép môi tới đây. Ồ Sơ trời Sơ chú nhìn Sơ rồi xong ô mét miệng nhép môi. Chứ không đừng có nhìn vô mấy cái phim nhép môi ta. Thấy không? Ừ đó. Vậy đó giống như vừa làm mà vừa nhép môi niệm Phật quý vị. Thì cái đồ ăn này nó trở thành mỹ vị hết trơn à. Thấy không? Nó từ nơi đó mà nhớ nha. Có ai mà sân si bực bội khó chịu đồ mà nấu ăn á là đồ ăn thành độc á. Giống như câu chuyện ăn tổ nghe nói mà người mẹ mà sân si á cho con bú mà té lăn ra chết. Nên từ nơi đó mà cái tâm trạng rất quan trọng, nó ảnh hưởng đồ ăn thức uống hết trơn luôn. Nên con người làm đồ ăn hay là phục vụ tam bảo là phải vui vẻ hoan hỷ thì mình mới giữ được phước báo của mình. Chứ nếu mà sân si là đổ xịt nhách cho rồi. Thấy không? Ở đây chú này nhiêu tuổi chú? Dạ năm nay con 75. 75 tuổi, ông làm bên khâu nào? Còn làm cái linh tinh trụm bếp này là trụm lửa này là làm gì thì cứ làm thôi. Linh tinh là việc nào đụng như nào làm như nấy phải không? Không à, đúng rồi. Giờ được quá. À, ông tụ nhiêu tuổi rồi? Dạ thời con 69 à. 69 tuổi ông làm khâu nào? Dạ con nấu cơm à. Nấu cơm? Dạ. À vậy là cái buổi ăn này có được ở nào mà không có cơm là chịu thua đúng không? À mà nay ông nấu cơm mà được mấy lần mấy chú nấu là ông nấu cơm hết mấy lần đó hả? Dạ, 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 nấu cơm thấy vui không? Dạ vui thầy. À, dạ, vui. Ừ. Đây là chú Mạnh phòng đăng ký, chú thấy anh em vô đây nấu ăn chung thấy vui chú Mạnh. Dạ rất là vui thầy. À vui. À, thanh niên mà vô đây mà phục vụ đại chúng luôn này kia thấy ý nghĩa không? À, chú Mạnh năm nay nhiêu tuổi vậy ta? Dạ, con năm nay 36 tuổi ạ. À, chú vô chùa tu được mấy năm rồi? Dạ, con vô đây được 7 năm rồi thầy. À, nghe nói chú ngoài đời có ba đứa con hả? À? Có vợ con gì chưa? Dạ chưa ạ. À dì tưởng ông này có vợ có ba đứa con gì chứ? Ừ. Ừ. Trẻ quá. Đây là ông này là ông Hí. Ông Hí nhiêu tuổi rồi? Dạ anh chứ đâu dạ, con 50 tuổi thôi. Ông Hí này cũng 50 tuổi mà cũng trẻ nghe. Thấy không? 50 tuổi mà trẻ. Ừ. Thấy không? Rồi ông làm bên khâu nào? Dạ anh chứ đâu con bò gạo. Bò gạo. Thấy không? Vì thấy là Nam vô đây công việc, mỗi người mỗi công việc nó vui quý vị, thấy không? À, đây là chú Đích, nay ông nhiêu tuổi, ông làm khâu nào? Dạ, thầy năm nay con 58 ạ. Dạ. 58 tôi làm khâu nào? Dạ, con bưng bê, đụng món gì con làm con. À, bưng bê. À, bưng bê, đụng món nào làm món nấy, thấy không? Rồi, làm anh em vui ha. Dạ. Ông cụ biết sao này nhiêu tuổi? Dạ, 68 ạ thầy. 68. Mấy ông cụ trong chùa mình tuy lớn tuổi mà ông nào cũng khỏe đặc biệt nha. Ông kéo qua dây mà ông tứ bông dưới con này cứng nhắc tay. Ông làm khâu nào? Dạ con làm trong này có gì con làm nấy, có gì con hết cái này lâu đầy đủ. Ông làm thập cẩm phải không? À rồi. Ừ. Đây ông Trường đây, ông nhiêu tuổi rồi ông Trường? A Di Đà Phật, con năm nay 58 tuổi đó. À 58 tuổi, ông phụ với chú khâu nào? Dạ con phụ chú Tiến chiên xào nấu nướng. À, dạ, nấu canh đủ. Đúng rồi. Chú Trường này chắc biết nấu ăn phải không? Dạ con cũng xuống đây nấu ăn, cảm nhận thấy sự vất vả của các cô ấy. Mình ăn uống mình cũng cảm nhận được những cái sức mạnh của các cô ấy, có cái động lực như thế nào. Dạ. Nên mà khi mà trong chùa mà sắp xếp gì ông thấy vui không? Dạ vui ạ. Vui vì dính vui vậy nên con mới chưa về được rồi. À, ừ, Tết năm nay bảo chú đang Tết luôn đi không? Dạ A Di Đà Phật. 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 Rồi anh em chúng ta quyết tâm mà đoàn kết để phục vụ tam bảo, quyết chí đời này niệm Phật về cực lạc nhé. A Di
Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúc ai cũng vui vẻ an lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật.